làm sao để đối phó và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Khi đánh nhau, hãy đánh một người thật đau để dọa những người khác không dám lao vào nữa. Đây gọi là giết gà để dọa khỉ. Bạn mắng tôi không đáp trả. Bạn nói xấu sau lưng, tôi không làm rõ. Bạn bôi nhọ tôi chỉ cười. Tôi không phải không biết, tôi đang chờ cơ hội để phản công. Dù nhà ai có chuyện gì, chỉ cần không thông báo cho bạn, hãy giả vờ như không biết. Sau đó cũng đừng hỏi lại. Khi họ hàng, bạn bè mời ăn, nếu không mời bạn, hãy giả vờ không biết, đừng điều tra thêm. Nếu họ mời, đừng dẫn bạn bè của mình đi cùng khi người ta không đề cập. Và nhất định đừng đi tay không. Khi ghé nhà người khác chơi, ngoài phòng khách, đừng lang thang ở những nơi khác, đặc biệt là phòng ngủ. Không đùa với cô em vợ, không chơi bài với mẹ chồng. Nếu cha mẹ yếu đuối, hãy học làm ăn để thay đổi số phận của mình. Nếu cha mẹ mạnh mẽ, hãy dựa vào họ để thăng tiến. Nếu gia tộc mạnh mẽ, hãy sử dụng danh tiếng của gia tộc để phát triển. Nếu gia cảnh nghèo khó, con đường duy nhất là đi xa tìm kiếm cơ hội. Chỉ làm 3 việc, học tập, kiếm tiền và rèn luyện. Chỉ đọc 3 loại sách, lịch sử, thương trường và tiếp thị. Chỉ kết giao với 3 loại người, người có năng lực, người có ý tưởng và người có khả năng thực thi. Một cuộc gặp gỡ có thể biến bạn thành người xấu, nhưng không thể biến bạn thành người nghèo. Khi một người mù lấy lại được thị lực, điều đầu tiên họ làm là vứt bỏ cây gậy của mình. Điều xấu xa nhất của con người là ghét bạn vì bạn có, cười bạn vì bạn không, khinh bạn vì bạn nghèo và sợ bạn vì bạn giàu. Khi áp lực quá lớn đến mức muốn gục ngã, đừng kể với ai. Đừng cảm thấy mình bị thiệt thòi vì sẽ không ai thương xót bạn. Ngồi trên ghế, quyết đoán và chỉ nghĩ về cách nâng cao bản thân. Làm những việc cần làm, đó là lúc bạn biết rằng bạn đã tái sinh với một diện mạo mới, rạng rỡ như ánh vàng. Thân không khổ thì phúc lộc không dày, tâm không khổ thì trí tuệ không vững. Những người đạt đến sự giác ngộ đều từng trải qua giai đoạn không thể cứu vãn. Tâm không diệt thì đạo không sinh. Nếu bạn đang rơi vào ngõ cụt, hãy dũng cảm tiến lên phá vỡ mọi chướng ngại. Tâm có thể tan vỡ nhưng tay không được dừng.